Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa. Lan tỏa văn hóa đọc qua thư viện số. Hiệu quả của mô hình du lịch thân thiện với voi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại nhiều tuyến đường của thành phố Buôn Ma Thuột được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày kỷ niệm. Cùng với hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử trong dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Buôn Ma Thuột còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế không khí phấn khởi mang nhiều sắc màu ý nghĩa, lan tỏa kết nối và thu hút đông đảo người dân. Bên cạnh niềm cảm xúc tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt, vĩ đại của dân tộc, đây còn là thời dịp để mỗi người dân trên địa bàn thành phố ghi nhớ và thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã không tiếc xương máu để bảo vệ toàn vẹn bờ cõi đất nước. Phát huy tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nguyện chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần yêu nước, lao động học tập, công tác chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột giàu đẹp văn minh. Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hiện có 20 đảng bộ trực thuộc với 704 tổ chức cơ sở đảng và hơn 85.800 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu kết nạp 2.770 đảng viên mới trở lên. Để đạt được chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng đảng, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh công tác tạo nguồn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng tạo nguồn lực kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, công nhân trẻ, cán bộ quản lý, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quần chúng đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, nữ, người dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động năm 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động năm 2023. Cụ thể, tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. Quý 1 năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 6.526 tỷ đồng, tăng hơn 179 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong quý có 10.532 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền hơn 432 tỷ 257 triệu đồng. Qua theo dõi, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,16% trên tổng dư nợ đạt kế hoạch đề ra, có 89 trên 184 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt các chương trình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các địa phương để bổ sung thêm nguồn vốn cho vay, phấn đấu tăng trưởng dư nợ trong năm đạt từ 10% trở lên. Tại khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột,
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 phối hợp với Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã tổ chức phiên đấu giá lô hàng cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2023 lần thứ nhất. Tham gia phiên đấu giá lần này có 7 lô cà phê đặc sản của 6 nhà sản xuất, trong đó có 6 lô Robusta và 1 lô Arabica. Đây là các lô cà phê đặc sản đạt từ 80 điểm trở lên tại cuộc thi Việt Nam Amazing Cup 2023. Những sản phẩm này được thu hoạch trong niên vụ 2022-2023 và được sơ chế bằng phương pháp chế biến ướt, chế biến mật ong hoặc chế biến khô tự nhiên. Tại phiên đấu giá, 14 nhà rang trong và ngoài nước đã xem mẫu sản phẩm và thử nếm. Kết thúc phiên đấu giá, những lô hàng đã được bán với mức giá gấp nhiều lần giá khởi điểm. Phiên đấu giá cà phê đặc sản nhằm kết nối trực tiếp nhà rang xay trong và ngoài nước với đơn vị sản xuất cà phê đặc sản để thương mại hóa các lô hàng cà phê chất lượng cao tham gia cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam năm 2023, nâng cao giá trị cho cà phê đặc sản Việt Nam, tạo động lực cho người trồng cà phê quan tâm đến việc nâng cao chất lượng. Huyện đoàn Chư Mờ Ga phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm 2023. Hội thi thu hút 48 em học sinh dự thi chia thành hai bảng. Bảng dành cho khối tiểu học sử dụng ngôn ngữ Scratch, lập trình giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học và bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế. Bảng B dành cho khối trung học cơ sở, dự thi trên máy tính được cài sẵn các phần mềm để lập trình giải các bài toán thuộc chương trình trung học cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 24 giải cho các em học sinh đạt thành tích cao. Chiều ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để làm rõ vụ xe ô tô gia đình nhà báo TT, phóng viên báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk bị kẻ gian tạt sơn. Theo nhà báo TT, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lúc đi công việc ở ngoài về nhà, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, thì ông phát hiện chiếc xe gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc và đuôi xe. Ông đã báo sự việc đến Công an phường Tân Lợi và Công an thành phố Buôn Ma Thuột về việc kẻ gian tạt sơn vào xe ô tô gia đình đậu bên hiên nhà. Công an tiến hành lấy lời khai. Ông T cho biết trong cuộc sống gia đình không mâu thuẫn với ai, hàng xóm láng giềng cũng không có xích mích. Hiện công an cũng đã lấy lời khai hàng xóm, trích xuất một số nguồn camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra. Gần đây trên báo Tuổi Trẻ, nhà báo TT thực hiện một số bài viết liên quan đến nạn xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở Đồi Chuối, phường Tân Lợi và chạy ngựa ở xã Cư Ê Bua, vụ hủy hoại đất, phá rừng ở Buôn Com Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời trên báo Tuổi Trẻ thời gian qua cũng xuất hiện các bài viết liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông Krông Nô, khai thác đá lậu ở huyện Đắc Min hay phá rừng lấn hồ thủy điện Đắc Rơ Tinh hoặc vụ thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán cho quan chức, giám đốc sở nhận xin bị xử phạt tại tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với chiếc điện thoại thông minh có thể kết nối mạng Internet, quét mã QR là có thể lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích trong kho sách thư viện số. Đó là mô hình thư viện số do Đoàn Thanh niên phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk triển khai từ tháng 7 năm 2022 và đang nhân rộng trên địa bàn. Tranh thủ trong lúc giải lao, em Phạm Thảo Phương, học sinh lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Buôn Hồ đã cùng nhóm bạn lên thư viện nơi dán mã QR code để quét mã đọc sách. Với chiếc điện thoại thông minh cùng vài thao tác đơn giản, Phương nhanh chóng đăng nhập vào thư viện để tìm những đầu sách ở lĩnh vực mình quan tâm một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta có những cái thư viện số, chỉ cần đưa cái điện thoại lên và quét mã QR, hiện ra rất là nhiều đầu sách như thế thì khá là tiện dụng và hợp với xu thế đọc của bọn em hiện nay. Em thấy là những cái ứng dụng này khá là tiện lợi và hiện đại. Chúng em có thể sử dụng một cách nhanh chóng và em khá là yêu thích những ứng dụng như thế này. Việc mà sử dụng mã QR để đọc và thư viện thì thấy nó khá là tiện lợi và hiện đại. Và mong muốn của em, bản thân em là học sinh thì em mong muốn là thư viện điện tử có thể cập nhật các nhiều loại sách như kỹ năng sống, về giáo dục, sức khỏe và các loại sách khác. Được thành lập vào tháng 7 năm 2022, đến nay, thư viện số của Đoàn Phường An Bình, thị xã Buôn Hồ có hơn 150 đầu sách với đa dạng lĩnh vực, lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều người trẻ.
đoàn thanh niên phường An Bình còn kết nối cùng các mô hình quán cà phê để nhân rộng thư viện số và đang tiếp tục kết nối với các đơn vị trang web để kết nối mở rộng thêm nhiều đầu sách phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Những quán cà phê đều có quét mã QR rất là tiện dụng cho tụi em đọc sách online. Thì mọi người đều có điện thoại và có thể đọc sách online mỗi ngày. Em thường ngày hãy đề cập tới lịch sử để mà củng cố cho mình một số kiến thức. Thì bản thân cũng có tâm tư nguyện vọng thì sau đó sẽ đã thành lập một cái nhóm để thành lập một cái thư viện số để nhằm hướng tới cho các bạn trẻ thì bớt những cái thời gian lướt những cái tin tức mà không hay thì chúng ta sẽ truy cập vào bằng cái mã QR vào cái thư viện để đọc tìm hiểu những cuốn sách hay và có ý nghĩa hơn. Mô hình thư viện số của đoàn phường An Bình thị xã Buôn Hồ không chỉ cung cấp những kiến thức hữu ích cho giới trẻ mà còn kích thích văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi, đã có dấu hiệu tích cực trong việc nâng cao phúc lợi cho đàn voi nhà. Điều này góp phần duy trì, bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mô hình du lịch thân thiện với voi đã thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong nước và quốc tế, nhận được sự đồng tình của cộng đồng và những người quan tâm đến bảo vệ loài voi. Chương trình du lịch còn là một giải pháp bền vững khi vừa đảm bảo được sức khỏe và sự tự do thoải mái cho voi, trong khi vẫn tạo sinh kế cho người dân địa phương. Thực tế thì những người du khách và người ta tới Bản Rôn, gần như người ta chưa được biết tới là cái bước này. Và người ta đều nghĩ rằng là tới đây phải được cưỡi voi. Dạ, và người ta đều muốn được cưỡi voi, kể cả rất cưỡi voi thế nào. Nhưng mình là người dẫn viên, mình sẽ nói cho người ta hiểu. Mình sẽ không có hành hạ con voi nữa và mình sẽ chuyển qua voi thân thiện. Có nghĩa là mình sẽ cho voi ăn, rồi là sẽ vuốt ve voi, tắm cho voi chẳng hạn. Nên là từ đó người ta sẽ chuyển đổi cái suy nghĩ qua và những đoàn của mình hiện tại bây giờ người ta đã hiểu. Và người ta sẽ cũng không có cưỡi voi nữa. Tại Trung tâm Du lịch Cầu Tre Buôn Đôn, Làng Đảo, huyện Buôn Đôn, sau hơn 2 tháng triển khai, du khách đã dần quen và đồng tình với mô hình du lịch mới này. Mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận, nhận được sự ủng hộ của du khách trong và ngoài nước. Đối với du khách thì một tuần đầu thì họ rất là bỡ ngỡ khi tại đây không có du lịch cưỡi voi. Nhưng mà đối với truyền thông của chúng tôi làm thì cũng nhờ báo chí, báo đài đã truyền thông nhanh đến tất cả mọi người dân và du khách. Thì họ tới đây họ đã biết là chúng tôi là chấm dứt dịch vụ cưỡi voi và cưỡi cùng voi. Chính vì vậy họ rất ủng hộ chúng tôi về vấn đề này, bởi vì chăm sóc voi là một vấn đề mà cả cộng đồng, không phải riêng chúng tôi và riêng ai cả. Chính vì vậy chúng tôi cũng rất là vui mừng để đón nhận những cái điều hỗ trợ, những cái điều an ủi đến từ du khách. Từ năm 2018 tới nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã đàm phán và đưa 6 cá thể voi vào chăm sóc trong vườn quốc gia Gióc Đôn. Voi tham gia vào dự án du lịch thân thiện, chăm sóc chu đáo với chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Nhờ đó, phúc lợi cũng như sức khỏe của voi được cải thiện rõ rệt. Tổ chức Động vật Châu Á có trách nhiệm vận động các nguồn lực hợp pháp nhằm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để mang lại phúc lợi cho voi và các hộ dân mưu sinh nhờ nguồn thu từ du lịch cưỡi voi bằng mô hình du lịch sinh thái thân thiện với voi. Voi sau khi được mang về với môi trường rừng thì chúng có thể tự do đi lại, ăn uống theo sở thích, từ đó khả năng sinh sản tự nhiên sẽ cao hơn. Mô hình du lịch thân thiện với voi được thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn và huyện Lắk nhằm dần thay thế cho hình thức du lịch cưỡi voi, giúp đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, đảm bảo phúc lợi, kéo dài tuổi thọ cho voi. Bên cạnh đó, chủ đàn voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt, nâng cao nhận thức bảo vệ và bảo tồn loài voi trong cộng đồng.